anh em, thì chào mừng anh em nhé. Thì mình có một thử thách, đó là đi tư vấn cắt tóc cho người lạ. Thì anh em hãy cùng mình và đi xem ai sẽ là người trong video nhé. Ok anh em, mình có thấy một bạn đang đi qua đây rồi. Đây rồi, bạn đây. Mình có thể nhờ bạn chút được không? Cái gì chắc anh ơi? Có việc gì vậy ạ? Hiện tại này mình đang có chương trình là mình đi tư vấn tóc tao cho người lạ ấy. Thì các bạn đã có rảnh không? Mình có thể làm cái thử thách được. Hiện tại mình đang rảnh nhưng mà bây giờ là tối rồi, mình đang chuẩn bị về nhà. Em có thể để ngày mai được không ạ? Cái này thì khá nhanh thôi. Này, ủa mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Tóc của mình cũng đang dài nhưng mà mình cũng muốn thay đổi một chút. Mình là rapper, mình sắp có một cái dự án lớn nên là mình có thể, nếu mà bạn giúp được mình, muốn thay đổi cái phong cách của mình một chút cho nó phù hợp với cái công việc mình đang làm. Ok, mình giới thiệu nha, mình là một barber. Okay. Đó, bạn biết barber chứ? Tôi biết. À đó, thì mình đang làm một cái video là đi tư vấn cho người lạ về tóc tai. Nếu có duyên thì chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai. Yes. Thế để cho mình xin số điện thoại của bạn nhé. Ok. Còn đây của bạn. Bây giờ bạn có thể vào là mình phải trò chuyện một chút về được không? Ok ok. Okay. Bạn xem vào đây. Trong này đúng không? Ok, bạn cho mình hỏi bạn tên gì nhỉ? Ok, xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên là mình tên là Lâm. Mình có nghệ danh là Lâm Đào. Hiện tại mình đang hoạt động nghệ thuật. Mình sinh sống tại Cẩm Phả. Yes sir. Thì thật ra là mình cũng ở Cẩm Phả đấy. Hôm nay mình khá là rảnh nên là mình sắp xếp về quê chơi một thời gian. Nên là mình sẽ làm clip này. Thì không biết là bình thường ở nhà bạn có hay vớt ve không? Mình dạo này do vấn đề công việc nên là mình khá là ít thời gian để mình chăm sóc tóc tai, mặt mũi. Và cái phong cách bảo theo đuổi nó là phong cách gì? Mình muốn một cái style nó hip hop, đường phố, là bụi bặm một chút để phù hợp với cái công việc mình đang làm, cái đam mê mình đang chơi. Okay, thì nếu mà bạn thích hip hop, mình có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn. Đó là pem lock này, lấy lock này, hay em chỉ rất nhiều kiểu khác mà mình đã làm cho những khách hàng của mình. Như mình thì nếu mà bạn có cái chất hip hop đấy thì bạn có thể để những kiểu chất lock. Mình thấy khá là ok. Chị không biết bạn đã làm kiểu đấy bao giờ chưa? Trước đây mình chưa bao giờ làm cái đấy. Hôm nay là lần đầu tiên mà mình nghe đến cái kiểu tóc đấy. Thì kiểu này mình đã làm rất cho nhiều anh em rồi. Thì những anh em đấy thì thường là những người họ yêu nghệ thuật này, yêu hip hop này, và họ muốn tạo ra cái sự cá tính riêng cho bản thân mình. Ok, để mà nói là mình lần đầu tiên mình gặp bạn nên là mình cũng chưa tin tưởng lắm. Nên là nếu mà có cơ hội thì ngày mai chúng mình sẽ làm việc với nhau thì lúc đấy mọi người sẽ work với nhau, work hard hơn. Để nói về sự uy tín thì mình cũng không khoe bản thân đâu, nhưng mà mình giới thiệu là mình đã làm nghề được 4-5 năm rồi. Nghề từ kinh nghiệm, từ mọi thứ mình trải qua trong hành trình nghề của mình thì mình gặp rất nhiều rồi. Nên là mình nghĩ là mình sẽ làm các bạn rất hài lòng nếu ngày mai chúng ta có thể làm tóc ok, trò chuyện về cuộc sống, về công việc, các thứ. Vậy mình có thể tặng bạn một cái tóc rất ok luôn. Mình rất cảm ơn điều đấy, và chắc chắn là không chỉ bạn tặng mình đâu, mình sẽ tặng bạn một cái gì đấy nó đem lại giá trị cho mọi người. Ok, cảm ơn bạn nha. Ok, yes. Yeah.